12, chúng ta đang sống trong không khí rộn ràng, vui tươi, chào đón mùa Giáng sinh và năm mới. Tuy nhiên, với tiết trời se se lạnh như thế này cũng khiến cho nhiều người phải quan tâm rất nhiều đến vấn đề sức khỏe của bản thân mình và gia đình. Trong các chương trình Bệnh Minh Cao Nguyên trước đây thì chúng tôi cũng đã đề cập cùng với quý vị và các bạn một số những căn bệnh thường gặp trong mùa lạnh. Và chương trình Bệnh Minh Cao Nguyên sáng Chủ nhật hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ những bí quyết để có thể tránh được tình trạng môi khô nước nẻ, một tình trạng tuy là nhỏ thôi nhưng mà cũng khiến cho chúng ta vô cùng khó chịu vào mùa lạnh này. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Mùa đông là lúc độ ẩm không khí xuống thấp, đi kèm với thói quen dùng máy sưởi hay lười uống nước khiến làn da nhanh chóng bị xuống sắc, khô hơn, dễ xỉn màu, lão hóa. Môi là phần da nhạy cảm nhất trên cơ thể chúng ta, cũng theo đó mà xuống cấp trầm trọng nếu không có các biện pháp chăm sóc thích hợp. Hậu quả để lại là làm môi nứt nẻ hoặc thâm màu, vô cùng kém hấp dẫn và cũng là cơn ác mộng của phái đẹp. Do đó, việc chăm sóc môi trong thời điểm này cần được chú ý. Việc đầu tiên là bạn cần cung cấp đủ nước cho cơ thể. Điều này sẽ tránh cơ thể bị mất nước, dẫn đến khô nẻ môi. Ăn nhiều rau xanh và trái cây để cung cấp vitamin nữa nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số phương pháp dưỡng môi. Đầu tiên, bạn cần thường xuyên tẩy tế bào chết cho môi. Hãy dùng một chiếc bàn chải đánh răng mềm, xoay đều quanh môi, hoặc dùng hỗn hợp chanh mật ong và đường cát trộn đều bôi lên môi khoảng 10 phút và rửa sạch. Cách này giúp bạn vừa tẩy tế bào chết, vừa dưỡng ẩm cho đôi môi. Sau đó, bạn dùng các sản phẩm dưỡng ẩm cho môi. Bạn có thể thoa son dưỡng môi khi đi ra ngoài nắng, làm việc hàng giờ trước máy tính. Mỗi sáng hay trước khi đi ngủ, bạn dưỡng ẩm bằng cách sử dụng nguyên liệu thiên nhiên như dầu dừa bôi lên môi và để nguyên như vậy cho các dưỡng chất thấm dần vào. Dầu dừa đều là thực phẩm an toàn và làm đẹp vô cùng hiệu quả. Chỉ cần làm đều đặn 1-2 tuần, bạn sẽ có đôi môi mềm mại và mịn màng. Ngoài ra, thoa môi bằng các loại dầu có chứa vitamin A, vitamin E cũng có tác dụng làm mềm môi. Hoặc bạn có thể làm mặt nạ cho môi bằng hoa hồng, sữa tươi xay nhuyễn và đắp lên môi 2-3 lần một ngày. Bạn sẽ thấy môi được dưỡng mềm mại và đánh bay màu môi thâm xấu xí. Hoặc đơn giản hơn là mỗi tối trước khi đi ngủ, thoa đều mật ong lên đôi môi cũng có tác dụng cung cấp vitamin và dưỡng ẩm cho môi. Và hãy thoa son dưỡng trước khi ra ngoài. Sự lựa chọn hoàn hảo là các loại son dưỡng có chứa SPF. Dù vào mùa này, bạn không còn cảm thấy bị đe dọa bởi ánh sáng mặt trời. Son dưỡng chứa SPF vừa ngăn ngừa tia cực tím, vừa bảo vệ đôi môi.